Bây giờ là bài 82. Bì ba sứ ở cửa. Tương ứng với phần 3 bài 28 quyển 2. Sau khi xem nhà, nguyên văn là xem rồi căn hộ sau khi. 看了房子以后. 看了房子以后. Bây giờ là từ bếp, phòng bếp. Chú phán. Chú. Chú. Phán. Phán. Chú phán. Chú phán. Phòng bếp của nhà chúng tôi. 我们家的厨房. 我们家的厨房. Phòng bếp của nhà chúng tôi rất nhỏ. 我们家的厨房很小. 我们家的厨房很小. Không có phòng bếp. 没有厨房. 没有厨房. Không có phòng bếp làm sao làm cơm? 没有厨房怎么做饭? 没有厨房怎么做饭? Bây giờ là từ phòng ngủ. 卧室. 卧. 卧. 室. 室. 卧室, 卧室, chỉ có một cái phòng ngủ, 只有一个卧室, 只有一个卧室, cái phòng ngủ này cũng quá là nhỏ rồi, 这个卧室也太小了. 这个卧室也太小了. Cái phòng ngủ này cũng quá là nhỏ rồi đi. 这个卧室也太小了吧. 这个卧室也太小了吧. Phòng bếp, phòng ngủ đều quá nhỏ. 厨房卧室都太小. 厨房卧室都太小. Phòng bếp phòng ngủ cũng được. 厨房卧室还可以. 厨房卧室还可以. Mấy căn hộ này. 这几套房子. 这几套房子. Phòng bếp, phòng ngủ cũng được. Chú phán, vô sư, hãy cớ ý. Chú phán, vô sư, hãy cớ ý. Bây giờ là từ phòng khách. Khờ thiên. Khờ. Khờ. Thiên. Thiên. Khờ thiên. Khờ thiên. Phòng khách cũng nhỏ. Khờ thiên yế xiao. Khờ thiên yế xiao. Nhà các bạn không có phòng khách à? Nhìn bên cha mới yếu khờ thiên mà. 你们家没有客厅吗? Đây là phòng khách. 这是客厅. 这是客厅. Diện tích. 面积. 面.
面鸡鸡面鸡面鸡 diện tích của phòng khách 客厅的面积客厅的面积 diện tích của phòng ngủ 卧室的面积卧室的面积 diện tích của phòng bếp 厨房的面积厨房的面积 diện tích nhỏ rồi 面积小了面积小了diện tích hơi bị nhỏ một chút, nguyên văn là diện tích nhỏ rồi chút. 面积小了点儿。面积小了点儿。thời gian hơi bị ngắn một chút. 时间短了点儿。时间短了点儿。quần áo hơi bị đắt một chút. Y phủ quỷ lờ đẻ. Y phủ quỷ lờ đẻ. Phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút. Khờ thính miền chi xào lờ đẻ. Khờ thính miền chi xào lờ đẻ. Nhưng mà phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút. Đàn sư khờ thính miền chi xào lờ đẻ. Đàn sư khờ thính miền chi xào lờ đẻ. Hãy nhắc lại mấy căn hộ này. Trở chỉ thảo phán dự. 这几套房子 phòng bếp, phòng ngủ cũng được 厨房、卧室还可以 厨房、卧室还可以 nhưng mà phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút 但是客厅面积小了点儿但是客厅面积小了点儿。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, nhân viên bán hàng, giám đốc. Phục vụ viên, 售货员, 经理. Mượn sách. 借书.Dì ơi, chỉ cần một cái thẻ điện thoại. Ai ý, chỉ yêu ý trang điện thoại cả. Giúp tôi làm một việc. Băng bỏ bản ý chuyện sự. Giảm giá 20%. Tả ba chứa. Phải đem cơm trưa. Yào đài ủ phản. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ dễ trái. Tạo khúng lửa tân nào hoàng chúa quái. Ngồi xe số 375. Chùa 375 lù trưa. Đau đầu, sốt, ho. Thấu thấng, pha sau, khớ sầu. Tiến bộ rất lớn. Chìm bùa khẩn tả. Hơn nữa. Ở chỉa.
chạy bộ, Pào bù, ra nước ngoài, Chu của, nhận điện thoại, chia điện hỏa, chúc mừng, chủ hợ, hai viên thuốc, lẻng phiền dạo, kết quả ra rồi, chế của chú lại lọ, sao khóc vậy, giờ mà khu lọ, đừng buồn nữa, biến án của lọ, mấy căn nhà, mấy căn hộ, chỉ thảo phán gì, không vừa ý lắm, bú thải mái gì, lại dẫn anh đi xem thêm, giải tải nín truy khẳng, môi trường xung quanh quá loạn, châu với hoàn chỉnh thải loạn, 82.1 Chú phán của sự Phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút. Cửa thính miễn chi xào lợi đẻ.